Các ơi các, con ăn cơm đi các. Các ơi, cậu lại con đó các. Trời ơi, con phải ráng con ăn uống gì đi. Con mà không chịu ăn, con không chịu mở miệng nói là cậu nhéo á. Trời ơi, nó chịu đựng như là phạm nhân vậy. Ăn đi nha, ăn cho cậu thôi. Bây giờ con ăn cơm, con ăn rau đi các. Không ăn rau cái con ăn trứng cũng được các. Đây nè, đây cậu xỉa nè, con chỉ cần hả miệng ra cái cậu thồn hết nguyên cái trứng này vô, cậu ăn một lần ngon. Trời ơi các ơi, bây giờ cũng muốn sao. Trời ơi học, mày đi vô mày coi cô các đi học ơi, cậu là cậu thua rồi. Cậu gì? Ủa, cái gì vậy? Mày coi đó, nó ngồi đó co đó. Các ơi, em bị sao vậy các? Nè các, con làm ơn con chuyển động cơ thể cho cậu đỡ sợ. Đó trời ơi hay quá. Con đi đâu, con đi đâu vậy các? Đâu vậy em? Ngồi ở đây nhanh lắm. Đi đâu? Đi tìm ông nội. Trời ơi. Không, đừng cản em. Ông nói vậy. Cái gì vậy? Ông nội chết rồi. Ôi chết trời rồi, thôi đi vô mày ơi. Sao mày đi tìm người chết vậy con điên? Vậy thiệt tình. Em bình tĩnh đi. Bây giờ ăn hết chén cơm cho anh, rồi em muốn cái gì anh sẽ làm cho em. Rồi túm lại là đi tìm thằng quyết thắng cho đó. Này, cậu đưa mày lên phòng rồi mày nghỉ ngơi mày ngồi đó. Con gần bàn thờ rồi này nọ đó. Rồi xong á là con sẽ biết nó tới. Trời ơi, đây đi cầm cơm đi, đi lên ăn cơm đi. Mày ơi khổ quá. Trời ơi. Đi tìm quyết thắng. Không được. Trước khi tìm quyết thắng mình phải giải quyết một số chuyện. Bây giờ mọi người ở trong nhà đều đang rối hết trơn rồi. Không, mình phải thật bình tĩnh. Cố lên. Nội đã nói rồi, trước sau như một. Nhưng mà bộ nội không thương cháu của nội sao? Thương. Con Ngọc Cát bây giờ á, nó kỳ lắm. Nội thấy đó, nó đã lỡ một lần đò rồi. Con của nó bây giờ cũng giao cho cha nó rồi. Con Ngọc Cát cô đơn lẻ bóng vậy, giờ nội không cho nó tiến bước nữa. Không lẽ nội muốn nó cô đơn ở giá suốt đời sao? Nội không muốn nó ở giá suốt đời. Nhưng mà nó đã lỡ một lần đò rồi, nội lại sợ là tiếp tục lại lỡ thêm một lần đò nữa với một người không tốt. Nó là cháu duy nhất của nội, cháu gái duy nhất của nội, nội phải biết thương chứ. Nè, mấy con á, chỉ mới dọn về đây cái thời gian không bao lâu nha. Nhưng nội á, cái nguồn gốc của nội đã ở đây từ lâu rồi. Nội biết rõ cái thằng Viết Thắng này, nó là cái thằng ăn chơi gọi là khét tiếng ở xứ này. Cứ cho con Ngọc Cát là nó yêu thằng Viết Thắng như vậy á, có phải là bây giờ mình đẩy nó vào con đường cùng, có phải là tội gì của Ngọc Cát không? Nội cứ vậy không à. Có một lý do nội cứ nói hoài, còn tụi nó có hàng ngàn lý do đến với nhau. Tại sao nội cứ cấm cản? Một lý do của nội thôi nghe là đủ đá cả ngàn lý do tụi nó ra ngoài trường gà rồi. Nếu như nội đã cứng lòng như vậy rồi á thì được rồi, con sẽ để cho nội xem cái này. Cái gì? Cậu Xuân ơi, xuống đây cậu Xuân ơi. Nội chờ xíu nha. Cậu Xuân ơi. À, đây nè. Dạ. Đi qua đây con. Đi qua đây. Cẩn thận đó. Ừ. Rồi. Ngồi xuống đi. Ừ. Sao? Kêu cậu Xuân ra đây để dùng uy quyền. Bước đi. Không phải là người trong gia đình, không có quyền xen vào cái chuyện này và cũng không có được quyền quyết định trong chuyện này. Bác à, thật ra Ngọc Cát nó không có được khỏe. Đưa nó qua đây coi. Nè Ngọc Cát, con sao vậy? Nói cho nội nghe coi. Trời ơi, giờ nó coi thường tôi kìa, nó không nói chuyện với tôi kìa. Bây giờ nội thấy không, nó cứ nhậm nhậm trong miệng. Mà nội biết nó nhậm cái chữ gì không? Quyết thắng. Quyết thắng.
Từ lúc mà nội áp lực nhà con là nhà con áp lực lại nó, và cuối cùng nó phải chia tay thằng Quyết Thắng luôn rồi. Cái gì? Nó chia tay thằng Quyết Thắng rồi. Cho nên dạ, bây giờ á, nó sẽ giống như trải qua một cú sốc tâm lý gì đó. Cả dạ, nhà đã đưa nó đi bác sĩ khám rồi. Bác sĩ Tám đó nói là nó bị một cú sốc về tâm lý, về thần kinh. Nè, nó bị cú sốc gì hả? Bị cú sốc gì? Sang chứng tâm lý cái chuyện gì mà tại sao mọi người không nói cho tôi biết hả? Cháu tôi nó bị cái gì? Quyết hả? Được. Đó, đó, sốc tâm lý là vậy. Bây giờ bác hỏi làm sao không nói cho bác nghe đúng không? Nói cho bác nghe rồi bác có chấp nhận không? Đó, bác biết rồi, bác bắt hai đứa nhỏ chia tay đó. Tại sao vậy? Người lớn không hiểu, không thông cảm cho tụi nhỏ. Mình ác quá vậy. Các là đừng có làm gì nội đau lòng lắm mà. Bây giờ sao đây? Bây giờ làm bằng cách nào đây? Cách nào thì con chỉ đi, cách nào nội cũng làm hết. Cách bây giờ á, giờ nó bị tâm bệnh, không thể nào chữa trị bằng cách bình thường được. Cách chữa trị là chỉ có mình nội biết thôi. Chỉ mình nội biết thôi. Dạ. Tâm bệnh. Tâm bệnh là cho nó quen thằng Quyết Thắng chứ gì. Dạ. Được. Nội đồng ý. Quyết Thắng. Nội đồng ý. Quyết Thắng. 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 Có ba chữ nội đồng ý giải quyết hết chuyện nãy giờ mà nhây dễ sợ không? Ê Thắng, anh đang tính tìm em nè. Ủa anh ba. Mẹ ơi, cái gì vậy? Thôi sao tấn tan ba dạy vậy? Em gặp anh em mừng quá. Vụ gì? Mấy người la em chia tay với Ngọc Cát, em buồn quá anh ơi. Em hối hận rồi anh ơi. Bây giờ anh Ngọc Cát bây giờ sao rồi anh? Bây giờ Ngọc Cát có ổn không anh? Mấy ngày nay cô sống có ổn không anh? Trước hết á là anh thấy em không ổn rồi đó. Cái gì đâu mà mới chia tay có 3 ngày thôi mà giờ nhìn em kìa, người không ra người, ma không ra ma. Sao kỳ vậy? Ôi anh ơi, 3 ngày nhưng mà với em là 30 năm lận đó anh ơi. Nó dài lắm anh ơi. Em hối hận rồi anh ơi. Bây giờ được phép làm lại rồi. Em hứa em sẽ không chia tay Ngọc Cát đâu anh ơi. Bây giờ em thấu nỗi đau này rồi anh ơi. Anh nói cho em nghe nè. Cái tư tưởng của em vậy là rất là tốt. Bây giờ á, em gọi cho Ngọc Cát, hai đứa liên lạc lại với nhau đi, được không? Mấy ngày nay mà em không muốn gọi được cho Ngọc Cát. Ủa? Em không biết sao em lo. Ủa kỳ vậy ta? Em không có gọi được Ngọc Cát hả? Đúng rồi, em điện hoài mà không được luôn. Em tưởng cô bị sao rồi. Em ngủ cô không được. Em mới chạy qua đây. À, rồi. Anh biết rồi. Em không gọi được cho nó tại vì nó cũng buồn quá. Nó không đụng vô cái điện thoại luôn. Cho nên là cái điện thoại hết pin, nó cũng không thèm sạc pin luôn. Rồi sao gọi được? Không gọi được là đúng rồi đó. Nó cũng buồn y như em. Không có khác gì hết em ơi. Thiệt á anh? Thiệt. Nhưng mà nè, anh báo cho em một tin mừng. Tin gì anh nói liền đi anh. Thứ nhất á là Ngọc Cát không giận em. Ngọc Cát cũng buồn y chang em vậy đó. Tội nghiệp lắm. Còn tin nào nữa? Bình tĩnh. Còn tin thứ hai còn vui hơn nữa. Em nghe, em phải bình tĩnh nghe chưa? Dạ. Yeah. Đó chính là bà nội đã đồng ý cho hai đứa được đến với nhau rồi đó. Ê, cái gì vậy? Gì vậy? Mày thiệt tình luôn á? Sao vậy? Em vụ gì? Em bất ngờ quá anh ơi. Bình tĩnh. Rồi. Bình tĩnh. Nha. Hít thở, hít vô. Thở ra. Rồi. Nhẹ nhàng. Ok. Trời ơi. Bình tĩnh chưa? Bà nội cho phép hả anh? Ừ. Cho phép luôn. Trời ơi em vui quá anh ơi. Ừ. Em vui quá rồi. Ừ. Em vui quá, em phải bình tĩnh rồi. Vô ha, bình tĩnh. Ờ, okay. Hiểu chưa? Dạ. Rồi. Nhưng mà anh có một điều kiện cho em. Cái gì có qua thì cũng phải có lại, đúng không? Anh đã cố công cho Ngọc Cát với em tác hợp với nhau nè. Anh đã cố công thuyết phục bà nội hợp tác cho hai đứa. Đó, thì anh cũng có một cái điều kiện nhỏ xíu dành cho em. Được, nhỏ hay lớn gì bây giờ anh cứ nói với em đi, điều kiện gì?
rồi 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 được rồi, bình tĩnh bình tĩnh. Anh nói bây giờ luôn nè. Bây giờ em có thể nào mà giúp mượn nợ cho cậu Xuân 200 triệu đi trả nợ không? Gì vậy? Nhiều quá hả? Không chịu à? Không được à? Không được thì thôi. Dạ không phải. Không phải đâu, cái chuyện tiền bạc với em chuyện nhỏ mà, mấy cái đó em đứng ra em lấy được. Em xin lỗi anh nha, tại mấy nay em ngủ không được á, với lại em không có ăn uống gì hết, bây giờ cái não của em nó bị chậm á, nó phải tiếp nhận thông tin phải 2-3 giây sau nó mới trả kết quả về á. Rồi đúng rồi. Dạ. Quyết thắng mà anh biết là anh biết 200 triệu đâu là gì với em đúng không? Dạ đúng rồi, bình thường. Chuyện bình thường thôi. Dạ. Nhưng mà anh cũng còn thêm một điều kiện nhỏ xíu xíu nữa. Hai điều kiện nhỏ xíu, anh nói luôn đi, anh nói luôn đi. Ok ok ok, giờ anh nói liền nè, em cứ bình tĩnh đi. Từ từ lắng nghe anh nói nè. Ủa, em đang bình tĩnh mà, anh nhìn mặt em bình tĩnh mà. Không, mặt mày không bình tĩnh. Không, không bình tĩnh. Mặt mày không hề bình tĩnh luôn á, thắng. Không, nhưng mà rõ ràng em đang bình tĩnh nhìn anh. Hít thở, hít sâu vô. Thở ra. Bình tĩnh chưa? Dạ, coi em bình tĩnh mà. Ok, nghe tiếp nè. Bây giờ em có thể bảo lãnh cho cậu Xuân kéo dài cái thời gian nợ 200 triệu ra, rồi từ từ cậu Xuân trả cho người ta, được không? Được, em sẵn sàng bảo lãnh cho cậu kéo dài, em đứng ra em bảo lãnh cho cậu mà. Bây giờ anh cho em gặp Ngọc Cát đi anh. Bây giờ em đang bình tĩnh rồi, anh cho em gặp Ngọc Cát đi anh. Gặp liền đi anh ơi. Để em mất bình tĩnh nữa đó anh ơi. Được thôi, tao thấy mày hơi mất bình tĩnh rồi đó. Làm lại cái nữa coi, hít vô. Thở ra, bình tĩnh, đó đó, bình tĩnh hơn rồi đó. Rồi bây giờ đi gặp Ngọc Cát ha. Dạ, đi gặp Ngọc Cát anh. Ok. Mày làm cái gì? Sao? Nhưng mà cậu chắc chắn là nó sẽ quay lại gặp con mà. Cậu chắc nhưng mà ảnh không quay lại là con không sống nổi đâu. Trời ơi Ngọc Cát ơi, mày làm thấy ghê quá Ngọc Cát ơi. Mày như cái xác chết trôi vậy. Nè, cậu đảm bảo chắc chắn là thằng Quyết Thắng đó, nó đang trên đường tìm đến con đó, hiểu chưa? Nó chắc đâu. Ngọc Cát, Ngọc Cát ơi, anh chị leo lối xuống qua gặp em được Cát ơi. Ngọc Cát ơi. Ôi anh nhớ em quá, nhớ em quá Cát ơi. Em nhớ. Ôi trời bình ơi. Bình rịn, bình rịn, bình rịn. Bình rịn, bình rịn, bình rịn. Nói nghe nè Quyết Thắng, cậu cảm ơn con vì đã đến nha. Trời ơi, chứ con mà không đến, cậu nói thiệt á, cậu có chết đi nè cũng không đền hết tội lỗi với con Ngọc Cát đó. Nhờ con mà nó vui trở lại, thấy chưa? Sao hai đứa nó diễn hình không có tiếng gì? Sao nó ngồi yên không nói tiếng nào vậy? À cái này á, người ta gọi sao cậu biết không? Gì? Cái này là yêu thương quá, nghẹn ngào nói không nên lời. Cho nên là chỉ là nhìn nhau là đã trao gửi ngàn lời rồi. Vậy thôi, cần vậy thôi. Như lại có một cái này, con gì? Nói cho cậu nghe. Gì? Một cái tin hết sức là vui luôn. Tin gì vui? Con đã nhận Quyết Thắng đứng ra bảo lãnh số nợ cho cậu rồi. Bây giờ những người chủ nợ sẽ không làm khó cậu nữa, ok không? Trời ơi, con ơi, con nói thiệt hả Học? Đúng rồi. Trời ơi, giỏi quá. Trời ơi, dạ. Cha của cậu giỏi quá. Trời, thấy thương, thấy thương, thấy thương. Này hỡi, các cháu hãy nhìn đây. Đó, thấy tình yêu kỳ diệu chưa? Nó giống như là một vốc nước ngọt ngào khi bạn khát, là chiếc giường êm ái khi bạn kiệt sức, là nỗi cô đơn tột cùng khi bạn lắng nghe một nốt nhạc từ xa. Ôi, là chiếc hôn nồng cháy khi bạn yêu thương nồng nàn. Ôi, là nỗi đau nghẹn lời không nói nữa lời là đây. Cái gì vậy hả? Cái chuyện gì vậy? Quang Học. Dạ. Mọi người làm gì vậy hả? Trời ơi, xuống coi cái gì đó. Cái gì? Nói. Ba người bắt tôi coi. Ai gây nợ? Ai mang nợ? Cái gì vậy? Được tôi ghét cái gì mà cậu nè, cậu làm điều gì có lỗi với con Cát hả? Mấy người làm cái chuyện gì? Mấy người lừa tôi cái chuyện gì?